Bí quyết tối giản dẫn đến thành công của Steve Jobs là gì? Đây chính là chủ đề của video của ngày hôm nay. Steve Jobs là người tối giản trong thiết kế sản phẩm của cũng như là trong cuộc sống. Triết lý này thì mình tin là một trong những cái lý do mà cốt lõi đằng sau thành công của Jobs. Thật khó để đánh giá cao lợi ích của chủ nghĩa tối giản mà không hiểu nó. Jobs đã áp dụng lối sống tối giản. Ông mặc một chiếc áo cao cổ màu đen, quần jean xanh và giày thể thao New Balance mỗi ngày. Trọng tâm của Steve luôn là những cái điều đáng chú tâm. iPhone tiếp theo sẽ có tính năng gì trái ngược với những cái suy nghĩ như ông sẽ mặc gì vào ngày mai? Phong cách đơn giản này được hình thành mà khi Steve đi dạo quanh nhà máy Sony của Nhật Bản vào những cái năm 80, thì đó là cái nơi mà ông nhận thấy là tất cả nhân viên đều có đồng phục giống hệt nhau. Đó là để ngăn rào cản cấp bậc giữa chủ công ty và nhân viên, thì cái người đứng đầu tập đoàn quả táo này đã tạo ra một cái trang phục làm việc cho chính mình trong những cái đặc điểm nổi bật mà nhận diện. Tuy nhiên, điều này không được thực hiện một cách ngẫu hứng hay là thiếu cơ sở, bởi vì với cái sự giúp đỡ của nhà thiết kế thời trang thì Nhật Bản có tên là Issey Miyake, thì phong cách này không chỉ đặc trưng mà còn rất là thoải mái. Người đứng đầu Apple đã trung thành với nó trong nhiều năm sau này. Thiền Zen Nhật Bản. Jobs yêu thích cái sự đơn giản trong thiết kế từ khi ông trở thành một cái học viên của Phật giáo. Và sau khi ông bỏ học đại học thì ông thực hiện một cái chuyến hành hương dài qua Ấn Độ để tìm kiếm sự giác ngộ, nhưng chủ yếu là con đường thiền tông của Nhật Bản. Thiền là một cái tông phái Phật giáo với một đường lối tu luyện thân tâm và nhằm đạt đến cái giác ngộ. Thiền được xem xét là kết tinh của những cái gì tuyệt diệu nhất của Phật giáo, nhưng cũng có thể nói là đó là kết hợp tài hoa của tư tưởng Ấn Độ và các nền văn hóa Viễn Đông để tìm kiếm sự giác ngộ. Thiền hướng tới cái gì? Đâu là mục tiêu thật sự của nó? Một lời giải thích của Takashina Rosen là những người được xem như nhân vật Phật giáo vĩ đại nhất của Nhật Bản ngày nay. Thì văn hóa Nhật Bản thấm nhuần tinh thần thiền tông, thơ ca, hội họa, sân khấu, kiến trúc cho đến trà đạo, hoa đạo hay là võ đạo. Không chỉ ảnh hưởng đến nghệ thuật, còn đi vào cái đời sống thường ngày của người dân Nhật trong cách ăn uống này, nghỉ ngơi, cả kể trong kinh doanh nữa. Vì vậy, ta có thể thấy sức ảnh hưởng của thiền đến với Steve và những cái sản phẩm mà ra đời dưới tay của ông khá là lớn. Qua cuốn sách của Steve Jobs, của Isaacson viết ra rằng từ các cái góc tròn trên máy tính để bàn ấy, đến cái kiến trúc mở của các cửa hàng bán lẻ Apple bắt nguồn từ một cái giai đoạn ban đầu, qua các cái lớp học thư pháp tại Stanford, rồi đến cái cách nghiên cứu của Frank Lloyd Wright kiến trúc vùng ngoại ô thời niên thiếu của mình. Khi nói đến nhà kiến trúc sư đại tài và sự ảnh hưởng của ông đến các cái thiết kế sau này của Steve, đó là để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929 và sau đó là cuộc đại khủng hoảng đang siết chặt Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Wright bắt đầu làm việc với nhà ở giá cả phải chăng, phát triển thành nhà ở Usonia. Phong cách này là một cái cách tiếp cận đơn giản để xây dựng cái khu dân cư phản ánh cả thực tế kinh tế và thay đổi xã hội. Trong những cái ngôi nhà ở Usonia, Wright đã cung cấp một cái môi trường sống đơn giản nhưng rất là đẹp đẽ, đủ khả năng kinh tế của người Mỹ thời bấy giờ. Steve Jobs đã gặp Bauhaus như thế nào? Tháng 6 năm 1981, hội nghị thiết kế quốc tế hàng năm ở Aspen, Colorado. Tại đó thì Steve được tiếp xúc với phong trào Bauhaus. Nếu như bạn từng đến nước Đức thì chắc chắn không khó để của bạn tìm thấy được cái trường đại học Bauhaus Weimar nổi tiếng về đào tạo kiến trúc xây dựng, thiết kế và mỹ thuật hiện nay. Trong cái lịch sử mỹ thuật thế giới thì Bauhaus là trường nghệ thuật tại Đức đầu tiên kết hợp thủ công và mỹ thuật khoảng từ năm 1919 đến năm 1933. Nghệ thuật thật sự đạt đến cái đỉnh điểm khi nó đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, sau đó không nên có cái sự phân biệt giữa hình thể và cái chức năng. Nói cách khác thì cái đẹp cần phải luôn song hành cùng công năng. Quan điểm ấy đã ảnh hưởng đến cái những cái thế hệ thiết kế về sau, tiêu biểu là sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật đương đại ở Bauhaus. Trong số các cái câu châm ngôn được Mies và Gropius, hai cựu giám đốc của trường đại học kiến trúc này nhắc đến, đó là Less is more, nghĩa tiếng Việt ít tức là nhiều, tiêu biểu trong kiến trúc tối thiểu. Jobs lớn lên trong một cái thế giới được xây dựng dựa trên nguyên tắc Bauhaus. Ngôi nhà của gia đình ông ấy
thì nhà có gara, nơi là Apple sinh ra, đã phản ánh cái phong cách Bauhaus dựa trên thiết kế đơn giản, sạch sẽ với giá cả phải chăng. Riêng những cái chiếc máy tính đầu tiên của Apple lại không phản ánh phong cách Bauhaus mà theo những cái gì Jobs gọi là thiết kế của Sony, dáng vẻ của chiếc hộp nặng nề. Sau khi tham dự cái hội nghị tại Aspen, Colorado thì Jobs nhận ra cái chiến lược để ông hoàn thành mục tiêu bán máy tính không chỉ giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn mà còn tô thêm cái vẻ đẹp của môi trường làm việc xung quanh. Ông tuyên đoán là máy tính cuối cùng sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi từ công ty cho đến nhà của từng cá nhân. Jobs sẽ áp dụng những cái bài học cuộc sống trên để giúp ông vượt qua các cái đối thủ cạnh tranh trên thị trường lúc bấy giờ. Những phần mềm sản phẩm của Apple thật sự tối giản và tiện dụng, đã đến với người tiêu dùng khắp nơi, đơn giản hóa, dọn dẹp tất cả trừ những cái thứ thiết yếu nhất để nhường chỗ cho thứ mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui nhất, gạt bỏ những phiền nhiễu để chúng ta có thể tạo ra một cái gì đó đáng kinh ngạc. Cựu giám đốc điều hành của Apple là George Cooley nhớ lại chuyến thăm của ông đến nhà của Jobs. Tôi nhớ lại đã đi vào nhà Steve và anh ta gần như là không có đồ đạc trong đó. Anh ta chỉ có một bức ảnh của Einstein, người mà anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Anh ta có một chiếc đèn Tiffany, một chiếc ghế và một chiếc giường. Anh ấy chỉ không thích có nhiều thứ xung quanh nhưng anh ấy cực kỳ cẩn thận trong việc chọn những cái gì anh ấy cần. Triết lý này cho phép Jobs tiết kiệm thời gian do có ít sự bừa bộn và sở hữu ít đồ hơn. Điều đó có nghĩa là ít thời gian dành cho dọn dẹp, bảo trì hay tìm kiếm bất cứ thứ gì. Trong danh sách 10 việc cần làm thì ông sẽ bỏ qua 7 trong số các mục nếu nó không cho phép bản thân đạt được cái mục tiêu của mình. Đơn giản trong thiết kế được thực hiện tốt nhất bằng sự liên kết giữa phần cứng và phần mềm. Không giống như là Microsoft thì công ty đã cấp phép phần mềm hệ điều hành Windows cho các nhà sản xuất phần cứng khác nhau như là IBM và Dell. Apple đã tạo ra các cái sản phẩm được tích hợp chặt chẽ end to end, là từ đầu đến cuối, mọi thứ được gắn liền với nhau. Phần cứng như là Macintosh, hệ điều hành Macintosh, phần mềm iTunes, iTunes Store, phần cứng lẫn phần mềm của iPod. Trong quý thứ tư năm 2006, thì một năm trước khi iPhone đầu tiên được công bố, 22 triệu điện thoại thông minh đã được bán trên toàn thế giới, theo cái dữ liệu của Canalys, và khoảng một nửa trong số các thiết bị đó là của hãng đứng đầu thị trường lúc bấy giờ. Nokia, RIM, nhà sản xuất BlackBerry đứng thứ hai, tiếp theo là Motorola và Sony Ericsson. Điện thoại thông minh tại thời điểm đó giống như là Motorola Q hoặc là Samsung Blackjack, một chiếc điện thoại nhỏ hình chữ nhật có màn hình ở trên cùng cái các nút ở phía dưới. Điều đó đã bắt đầu thay đổi vào tháng 1 năm 2007 khi iPhone đầu tiên được công bố. Chiếc iPhone đầu tiên từ thiết kế bên ngoài đến phần ứng dụng và giao diện bên trong đều rất tinh tế, dễ sử dụng, đúng với phong cách tối giản. So sánh với những cái chiếc điện thoại cùng thời bấy giờ với thiết kế quá là phức tạp, nhiều nút bấm thì rất là gây hoang mang cho người sử dụng, nhất là những người lớn tuổi hay là những người low tech. Người đứng đầu hãng Apple đã từng nói rằng đơn giản chính là đỉnh cao của mọi sự tinh tế. Nhà thiết kế John Ivy đã giải thích câu nói này như sau: cách chúng tôi tiếp cận thiết kế là cố gắng đạt những cái hiệu quả tối đa với nguồn lực nhỏ nhất và luôn cố gắng phát triển những cái giải pháp đơn giản nhất. Jobs luôn cố gắng xây dựng cái sự đơn giản trong mọi thứ, từ thiết kế đến chiến lược. Khi Jobs trở lại Apple năm 1997 sau khi bị sa thải thì 12 năm trước đó, sáng kiến đầu tiên của ông là cắt giảm số lượng sản phẩm hiện đang chào bán tới 70%, bởi vì ông muốn các cái kỹ sư của Apple tập trung vào 30% còn lại, hay như cách gọi của Jobs, tập trung vào tinh hoa. Để kết luận cho video của ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng Steve Jobs đã thay đổi thế giới nhờ theo triết lý tối giản, mang lại hiệu quả, năng suất làm việc tối đa và cũng không kèm phần nghệ thuật tinh hoa cho hãng Apple. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu như các bạn có cái bình luận gì hay feedback gì thì các bạn có thể để phần dưới của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use.